Tôi xin chào tất cả các bạn, click vào video của mình. Các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây là mẫu xe Honda Lead phiên bản 125 trang bị khối động cơ mới ESP cộng của năm 2025 các bạn nha. Mình sẽ quay riêng với một phiên bản màu đỏ đô cao cấp trên mẫu xe này để các bạn cùng tham khảo, cũng như gửi tới các bạn mức giá bán cụ thể trong thời điểm giữa tháng 9 và cuối tháng 9 năm 2024, để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Đây là phiên bản được Honda Việt Nam trang bị hệ thống phanh kết hợp CVS. Hiện tại thì mẫu xe có phiên bản đặc biệt được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS các bạn nha. Các bạn nhìn cho mình một chút ở phần đầu xe này, với một lối thiết kế được thay đổi so với phiên bản cũ năm 2023. Tuy nhiên thì hệ thống đèn pha cốt vẫn thiết kế tương tự, sử dụng bóng LED chia làm hai tầng. Còn ốp mặt nạ phía trước được thay đổi nhiều nhất, với một mảng nhựa màu đen bóng ở toàn bộ phần phía trước của xe. Hầu hết trên các phiên bản đều sẽ có những thiết kế tương tự giống nhau các bạn nha. Và giải đèn dummy được làm nhỏ hơn một chút, cùng với đó là cái tạo hình giải chrome được làm nhỏ đi so với những phiên bản trước đây. Và phía trên là hệ thống đèn xi nhan của xe. Phiên bản này được trang bị hệ thống phanh kết hợp CVS, cùng với đó là ngàm phanh Nissin 1 piston thôi. Còn những trên phiên bản đặc biệt ấy, nó sẽ được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS và hệ thống ngàm phanh 2 piston. Các bạn lưu ý thêm cho mình như vậy. Và giá bán của nó rồi, tất nhiên rồi, sẽ cao hơn so với phiên bản cao cấp các bạn đang theo dõi trên màn hình. Vị trí sàn để chân rộng rãi, kết hợp với đó là khối động cơ EST cộng mạnh mẽ, cho ra công suất ren xoắn cũng rất là lớn luôn, ngang ngửa với những mẫu xe tay ga cao cấp đến từ nhà Honda như dòng xe Honda SH1. Mặt đồng hồ thiết kế kết hợp analog và LCD, có hốc để đồ phía trước các bạn nha. Phía bên trong nó sẽ được trang bị thêm hệ thống cổng sạc Type-C, các bạn có thể nhìn cho mình trên màn hình, rất chi tiết luôn. Đây cũng là điểm thay đổi trên mẫu xe này, cùng với đó là vị trí mở phần hốc để đồ phía trước cũng làm khác biệt hơn so với phiên bản trước đây. Yên xe phía bên trong rộng rãi, vẫn là dung tích 37 lít, nhưng được trang bị thêm một cái ngăn chứa để ngăn cách những cái vị trí khi các bạn có thể để đồ bên trong. Nếu để đồ ít ý, các bạn sẽ rất dễ bị xô lệch đồ, nên có vị trí bổ sung thêm cái vị trí ngăn cách đó sẽ làm cho cái đồ của bạn nha không bị xô lệch đi nhiều. Hơi đáng tiếc một chút là mẫu xe vẫn duy trì với hệ thống giảm xóc lò xo phía sau là giảm xóc đơn. Nếu như được trang bị giảm xóc đôi ấy, thì mẫu xe này nó sẽ cân bằng hơn khá nhiều các bạn nha. Nhiều bạn cũng đưa ra những ý kiến ấy, là chưa thích lắm với cái hệ thống phuộc sau của xe này. Tuy nhiên thì các bạn yên tâm, những cái tiêu chuẩn mà Honda đưa ra để các bạn có thể chở được từ 3 đến 4 người hoàn toàn ok. Với trọng lượng toàn bộ trên xe đâu đó vào khoảng tầm 160kg ấy, là hoàn toàn có thể tải trọng được với mẫu xe Honda Lead các bạn nha. Thêm một điểm nhấn nữa ấy, mà khách hàng chưa yêu thích lắm với mẫu xe ấy, chính là cái kích thước lốp của xe. Cái vị trí đường kính mâm xe cũng như kích thước của xe là hơi nhỏ một chút so với những mẫu xe còn lại. Vision ấy, kích thước của nó khá là lớn các bạn nha. Kể cả những phiên bản tiêu chuẩn cao cấp đặc biệt cũng với đường kính mâm xe vào khoảng tầm 14 inch rồi. Ở đây đâu đó vào khoảng tầm 12-10 inch mà thôi, nên nó hơi nhỏ một chút. Lốp sau còn nhỏ hơn cả lốp trước nữa. Đây là một điểm các bạn có thể lưu ý thêm cho mình như vậy. Ngày nay thì mình quay cận cảnh trực tiếp mẫu xe đến từ đại lý xe máy Lai Châu với địa chỉ cụ thể số 149 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu, trên đường 4D và gần với chợ trung tâm của thành phố. Sau đây thì mình sẽ gửi tới các bạn mức giá bán cụ thể của mẫu xe Honda Lead trong thời điểm hiện tại, để với những bạn nào quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo và lựa chọn xe cho mình ở trong thời điểm này các bạn nha. Với phiên bản tiêu chuẩn là phiên bản đang có mức giá bán thấp nhất. Chóa đèn của nó trang bị là chóa đèn bóng halogen với màu sắc duy nhất là màu sắc trắng. Giá bán hiện tại là 38.600.000 đồng. 38.600.000 đồng các bạn nha. Giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ bao gồm đăng ký mà thôi. Còn phiên bản cao cấp các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, với trang bị hệ thống bóng LED, còn lại mọi thứ trên xe thì gần như tương đồng so với bản tiêu chuẩn. Giá bán của nó sẽ vào khoảng tầm 41.600.000 đồng. 41.600.000 đồng, các bạn lưu ý thêm. Tiêu chuẩn cũng sẽ không có cổng sạc các bạn nha. Còn phiên bản là cao cấp trở lên sẽ có cổng sạc Type-C, hệ thống phanh kết hợp CVS, ngàm phanh Nissin 1 piston. Tiêu chuẩn thì cũng sẽ tương tự, nhưng cao cấp phiên bản đặc biệt của nó ấy, sẽ là hệ thống phanh chống bó cứng ABS với ngàm phanh 2 piston. Phiên bản là đặc biệt hiện tại nó sẽ có hai màu sắc, là phiên bản màu đen nhám và phiên bản với màu sắc xanh nhám đen. Giá bán hiện tại lên tới 46.800.000 đồng. Giá bán đã nâng lên rồi trong thời điểm này, các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Khi mới về đại lý trong thời điểm tháng cô hồn thì giá bán của dòng xe Honda Lead cho phiên bản đặc biệt cũng chỉ vào khoảng tầm 44 đến 45 triệu thôi. Nhưng nay mức giá bán của nó đã nâng lên rồi các bạn nha. Mình thì mình cập nhật xe theo từng thời điểm, đầu tháng, giữa tháng và cuối tháng, để các bạn có thể tham khảo
Thậm chí những dòng xe của Honda còn thay đổi giá bán xe theo ngày cơ. Nên các bạn có thể cập nhật liên tục, mình sẽ liên tục đưa ra những mức giá bán khác nhau để các bạn có thể theo dõi, tham khảo để có cho mình một mẫu xe ưng ý nhất các bạn nha. Toàn bộ giá bán mình báo đến các bạn thông qua video ngày hôm nay đã bao gồm thuế VAT rồi, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Và câu hỏi đặt ra ở đây là có nên lựa chọn mẫu xe này hay không? Thì như rất nhiều video mình đăng trên kênh, cả kênh Top 5 lẫn kênh Giá Slot ấy, thì mình có thể đưa ra một số những nội dung trong việc lựa chọn mẫu xe Honda Elite này như sau. Hiện tại dòng xe Honda Elite là một mẫu xe dành cho phụ nữ. Rất nhiều chị em quan tâm bởi những trang bị thiết kế trên xe cũng đầy đủ điển hình tiên tiến, tương tự như những mẫu xe tay ga cao cấp đến từ nhà Honda Việt Nam. Trang bị của nó không kém cạnh gì so với những dòng xe như Honda H1, thậm chí còn hơn so với mẫu xe Honda Elite phiên bản 125 phân khối. ABS có đầy đủ, ngàm phanh 2 bít tông, rồi chìa khóa thông minh, cổng sạc, mặt đồng hồ kết hợp gia lốc và LCD đều có đầy đủ luôn các bạn nha. Thêm nữa, đây là một chiếc xe có chiếc cốp rất rộng, rộng nhất trong tất cả những mẫu xe Honda đang bày bán tại Việt Nam chúng ta, lên tới 37 lít. Trong khi nhá, Elite thiết kế cái phần cốp xe nhỏ hơn, rồi SH1 thì thiết kế bình xăng vẫn để dưới yên xe nên cốp xe không thể rộng được so với dòng xe Honda Elite ở đây, nên các bạn có thể lưu ý thêm cho mình như vậy. Rồi tổng thể thiết kế cũng hài hòa, đáng để quan tâm, dù nó có hơi bầu bĩnh hơn một chút so với những mẫu xe khác, tuy nhiên thì chị em phụ nữ rất quan tâm tới mẫu xe này. Nó cũng sẽ có những ưu nhược điểm khác nhau, không mẫu xe nào là hoàn hảo cả các bạn nha. Nên việc lựa chọn dòng xe Elite trong thời điểm hiện tại vẫn được chị em cân nhắc và lựa chọn rất nhiều. Doanh số bán ra của mẫu xe vẫn luôn luôn đứng rất là cao các bạn trong tất cả những mẫu xe tay ga đang được bày bán tại Việt Nam chúng ta trong thời điểm hiện tại. Đó là một số những nội dung thông qua video ngày hôm nay Tô Đàm đã nhấn mạnh gửi đến bạn cùng tham khảo về mẫu xe Honda Elite phiên bản 125 phân khối cao cấp với màu sắc đỏ nhám cho năm 2025. Rồi, cảm ơn lại của mình. Nếu ai quan tâm like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh Top 5 các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.